Xin chào mọi người đã đến với video của Thi. Giờ đã là tháng 12 rồi, chúng ta sắp kết thúc một năm đầy khó khăn vì dịch bệnh Covid-19. Lại là một năm chúng ta phải đương đầu với nhiều nguy hiểm khi dịch bệnh trở nên mạnh mẽ hơn, nhất là ở miền Nam nơi Thi đang ở. Mọi thứ trở nên chậm lại, mọi người bị hạn chế ra ngoài, không được đi vui chơi, gặp mặt bạn bè như mọi ngày nữa. Bản thân Thi cũng cảm thấy rất buồn và tiếc nuối khi bị hoãn nhiều dự định và phải ngồi học một mình trước màn hình điện thoại. Nhưng nhờ điều này, chúng ta có thể ở bên cạnh gia đình nhiều hơn, chăm sóc cũng như sẻ chia cùng nhau qua những bữa cơm sum vầy, cùng nhau làm những món ăn ngon, quây quần bên bàn ăn với tiếng nói cười rộn rã. Cho nên Thi sẽ đặt tên món ăn này, đó chính là bánh trôi nước đoàn viên. Có phải nghe tên thôi là thấy rất hạnh phúc rồi phải không? Mong rằng mọi người trong gia đình bạn sẽ cùng nhau xem video và hãy cùng nhau làm những nồi chè thật là ngon, thật ngọt ngào, đầy màu sắc để kết thúc một năm 2021 thật vui vẻ và nhiều hạnh phúc nhé. Lúc này Thi đang tức đó mọi người. Trời ơi, bà Thi bà tệ. Học cách tạo hình trên YouTube mà cuối cùng làm ra cái hình không giống miếng nào hết. Nhưng mà lúc lột lên màu cũng khá là đẹp và bắt mắt, nhìn cũng được. Duyệt. Để 4 viên đường thốt nốt. Thì nó khá là vừa miệng. Nên là cái công đoạn làm nước đường này mọi người làm tùy theo khẩu vị nha. Có thể là đường phèn, đường thốt nốt hay là đường cát đều được. Bây giờ nước đã sôi rồi nên là tôi sẽ dặn lửa nhỏ và để gừng vào. Đúng rồi, mọi người cũng có thể để lá dứa để cho cái phần chè của mình thơm hơn nha. Nhìn món chè cũng bắt mắt phải không? Chúc mọi người thành công với công thức này nhé. Tạm biệt.